rau củ hấp hay luộc tốt hơn. Rau củ là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, phương pháp chế biến rau củ cũng có thể ảnh hưởng tới hàm lượng chất dinh dưỡng của chúng. Hãy cùng Diệp tìm hiểu chủ đề rau củ hấp hay luộc tốt hơn trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề này thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác với bạn ngay nhé. Trước khi giải đáp thắc mắc rau củ luộc tốt hơn hay là rau củ hấp tốt hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hấp và luộc rau củ nhé. Phương pháp luộc của rau củ. Luộc rau củ là phương pháp chế biến rau củ bằng nước nấu trong nước sôi. Khi bạn luộc rau, một số chất dinh dưỡng sẽ thoát ra khỏi trái cây và rau quả. Kết quả là việc đun sôi thực phẩm trong thời gian dài sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất tan trong nước. Một nghiên cứu cho thấy rau luộc củ có thể làm mất 25% vitamin C, 20% vitamin A, 25% beta carotene. Tuy nhiên, dùng rau củ nấu súp và nước dùng là một lựa chọn lành mạnh, vì cuối cùng bạn sẽ uống nước dùng cùng với các loại rau còn lại. Tuy nhiên, nếu bạn nấu một số loại rau như một món ăn phụ, việc luộc chúng trong nước thường làm mất đi các chất dinh dưỡng thiết yếu. Trong trường hợp bạn luộc quá chín, rau củ cũng có thể bị mất màu sắc và hương vị. Rau củ luộc có màu sắc nhạt hơn và hương vị kém thơm ngon hơn rau củ hấp. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp hấp rau củ. Hấp là phương pháp chế biến rau củ bằng cách sử dụng hơi nước nóng. Hấp bao gồm nấu chín rau củ trong thời gian ngắn và ngăn chúng tiếp xúc với nước. Bạn có thể dùng nồi có nắp đậy để hấp rau củ. Mục đích của việc hấp rau củ là để đảm bảo rau củ không còn sống và không mất đi quá nhiều dinh dưỡng. Vì vậy, phương pháp này giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng trong rau củ hơn so với luộc. Một nghiên cứu cho thấy hấp rau củ cũng có thể giữ lại 90% vitamin C, 90% vitamin A và 95% beta carotene. Hấp rau củ cũng giúp giữ lại màu sắc và hương vị của rau củ. Rau củ hấp có màu sắc tươi sáng và hương vị thơm ngon hơn rau củ luộc. Tóm lại, nếu muốn giữ được màu sắc và mùi vị và các chất dinh dưỡng của rau củ thì bạn nên lựa chọn phương pháp hấp rau củ. Sự khác biệt giữa rau luộc và rau hấp là gì? Mặc dù cả hai đều sử dụng nước để làm sơ chế nấu ăn, nhưng bạn cần phải ngâm hoàn toàn rau củ và nước khi đun sôi với phương pháp luộc. Trong khi hấp, rau được đặt trên mặt nước để hơi nước tạo ra nhiệt độ nấu chúng một cách nhẹ nhàng. Vậy rau củ hấp hay rau củ luộc tốt hơn thì đây là câu trả lời cho bạn. Và đó cũng là lý do tại sao hấp là một trong những phương pháp tốt nhất để nấu hầu hết các loại rau. Điều này đặc biệt đúng với bông cải xanh, một trong những thực phẩm chống ung thư hàng đầu. Khi mua bông cải xanh tươi, hãy tìm những bông hoa chắc chắn có màu xanh đậm vì chúng có chứa nhiều beta carotene và vitamin C hơn những loại màu xanh nhạt. Bên cạnh đấy, có nhược điểm chính của việc luộc rau là một số loại như bông cải xanh, bắp cải, rau bila, đậu Hà Lan và cải xoăn có chứa các vitamin tan trong nước như là vitamin C, vitamin B, folate ngấm trong nước. Vì vậy, bạn sẽ làm thải ra vô vàn các vitamin qua nước sau khi nấu chín. Nếu bạn nhận thấy nước sôi đổi màu khi nấu thì đó chính là vitamin có trong rau củ quả của bạn. Đối với hấp, do thời gian nhiệt độ nấu giảm so với các phương pháp nấu khác nên hấp được coi là một trong những cách tốt nhất để khóa các chất dinh dưỡng có trong rau củ quả. Tuy nhiên, luộc rau củ vẫn là một phương pháp chế biến đơn giản và tiện lợi. Nếu bạn không có nhiều thời gian, luộc rau củ vẫn là một lựa chọn tốt. Và sau đây là cách thưởng thức nhiều món ăn hấp bổ dưỡng. Hấp là một phương pháp chế biến thực phẩm đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa quen với việc ăn nhiều món hấp. Dưới đây là một số cách giúp bạn thưởng thức nhiều món hấp hơn. Thử nghiệm các loại rau củ khác nhau. Có rất nhiều loại rau củ có thể được hấp, từ loại rau thông thường như là cà rốt, bông cải xanh, đậu đến các loại rau ít phổ biến hơn như là măng tây, cải xoăn, củ cải trắng. Hãy thử nghiệm các loại rau củ khác để tìm ra những loại bạn yêu thích nhé. Thêm gia vị và nước sốt. Gia vị và nước sốt có thể giúp tăng hương vị cho món hấp. Bạn có thể thêm các loại gia vị như muối, tiêu, dầu ăn, tương ớt, nước tương hoặc các loại nước sốt như là sốt marinade, sốt cà chua hay là sốt BBQ. Hấp kèm với các loại thịt, cá,
Hấp là một phương pháp chế biến lành mạnh, phù hợp với cả người ăn chay và người ăn thịt. Bạn có thể hấp kèm với các loại thịt, cá để tạo thêm một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Hấp các món ăn nhẹ, ăn vặt. Hấp cũng là một phương pháp chế biến phù hợp để làm các món ăn nhẹ, ăn vặt. Bạn có thể hấp các loại trái cây, củ quả như táo, chuối, khoai lang, bí đỏ để làm món tráng miệng hoặc là ăn vặt. Để hấp rau củ giữ lại nhiều chất dinh dưỡng nhất, bạn nên lưu ý những đặc điểm sau đây. Sử dụng lượng nước vừa đủ, hấp rau củ trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 5-7 phút. Không đậy quá kín nắp nồi khi hấp rau củ. Vậy qua video này, bạn cũng có câu trả lời cho thắc mắc ăn rau củ quả luộc hay hấp sẽ tốt hơn và chứa nhiều dinh dưỡng hơn. Nếu bạn thấy video này ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và thay đổi cách chế biến món ăn của mình, thay vì luộc thì chuyển sang hấp bạn nhé. Và bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.